Long Mobile VNG phiên bản mới, quyết ánh kỳ trọng. Cuối tuần vừa qua, fan Liên minh Huyền thoại Việt Nam vô cùng tiếc nuối khi team Tam Kê SPTC với những cái tên như hiệu trưởng Sena, thầy giáo Ba hay Petland đành phải nói lời chia tay cay đắng với giải đấu VCFB khi bị loại bởi team SGD và giấc mộng trở lại VZ tan thành mây khói. Bên cạnh đó là rất nhiều thông tin cực hot trong Liên minh Huyền thoại. Hôm nay mời các bạn cùng xem game.com đến với update Liên minh Huyền thoại. Trang phục FunPlus Phoenix 2019, ca sĩ Phương Ly chửi một streamer mất dạy. Game thủ Trung Quốc làm bộ skin FunPlus Phoenix sớm ăn mừng. Với việc trở thành tân vương của giải đấu chung kết thế giới 2019, FunPlus Phoenix ngoài cơ hội nhận được số tiền thưởng hàng triệu đô la thì họ còn vinh dự trở thành cái tên tiếp theo nhận trang phục vinh danh nhà vô địch thế giới. Nhưng để chờ đợi các trang phục chính chủ từ Riot ra mắt thì có vẻ hơi lâu, nên một fan cuồng của FunPlus Phoenix đã quyết định tự tay thiết kế loạt trang phục vinh danh của riêng mình để dành tặng các thần tượng. Loạt trang phục được lấy cảm hứng từ tông màu đỏ đen, phong cách thiết kế mang hơi hướng sử thi, tôn lên cá tính hoang dã và hình tượng lửa thiêng của loài chim phượng hoàng trong truyền thuyết. Gangplank của Kim Gun. Tuyển thủ đường trên của FunPlus Phoenix bị đánh giá tương đối thấp ở giải đấu lần này nếu so sánh với các top laner hàng đầu khác. Nhưng màn trình diễn của Kim Gun hoàn toàn thuyết phục được người hâm mộ. Dù luôn bị đẩy vào thế thua thiệt, nhưng quân bài Gangplank của Kim Gun thậm chí đã làm nản lòng cả những The Shy hay Wonder. Một minh chứng cho việc kỹ năng cá nhân không phải là tất cả, khi Kim Gun đã trình diễn một lối chơi tập thể vô cùng thuyết phục. Silas của Tyon. Tại chung kết thế giới vừa qua, Tyon nổi bật hơn cả với quân bài Lee Sin, trong khi Silas thì đã out meta từ lâu rồi. Tuy nhiên, có vẻ như tác giả vẫn yêu thích bộ trang phục FunPlus Phoenix Silas này hơn. Galio của Doinbi. Tương tự Silas, Galio không phải là quân bài được các tuyển thủ FunPlus Phoenix ưa chuộng, nhưng Doinbi vẫn sử dụng vị tướng này một cách thuần thục mỗi khi có cơ hội. Và hãy nhìn trang phục FunPlus Phoenix Galio này mà xem. Không những đẹp mắt mà còn tái hiện đúng cái thần thái tấu hài của Doinbi nữa. Xayah dành cho LWX. Lựa chọn này có vẻ khá là hợp lý. LWX đã thi đấu tương đối tốt với những vị tướng xạ thủ hợp meta, mà Xayah là một trong số đó. Trên hết thì năm ngoái, Rakan cũng có một trang phục riêng rồi. Giờ đây Xayah cũng nên có một bộ cho bình đẳng chứ. Thresh của Crips. Như thường lệ, Thresh vẫn là một trong những cái tên được yêu thích nhất ở vị trí hỗ trợ, và tông màu đỏ có vẻ như cũng khá phù hợp với vị tướng này. Dù không đủ điều kiện để nhận trang phục vô địch thế giới do chưa thi đấu một trận nào, nhưng người đi rừng dự bị của FunPlus Phoenix cũng được fan cuồng tặng riêng cho một bộ trang phục khá chất, FunPlus Phoenix Rek'Sai. Như thường lệ, loạt trang phục vinh danh chung kết thế giới 2019 dành cho FunPlus Phoenix cũng sẽ được ra mắt vào giai đoạn tháng 4, tháng 5 năm 2020. Hai lối nhỏ đường cánh trong Liên minh là thứ cực kỳ vô dụng. Chơi Liên minh trong những ngày gần đây không thể nào không để ý tới sự xuất hiện của hai lối đi mới ở vị trí đường trên và đường dưới của bản đồ. Tính đến thời điểm hiện tại, hai ngách này vẫn tỏ ra tương đối vô dụng trong những cuộc đụng độ ở cả hai làn đường. Rất nhiều người chơi phản ánh rằng họ sẽ chẳng bao giờ chui vào đây để núp, và vì thế cũng chẳng bao giờ có ý định vào đây cắm mắt làm gì cả. Họ sẽ chú ý đến các bụi lớn hơn vì đây là nơi dễ gây đột biến bất ngờ nhất. Nhiều người chơi mong rằng Riot có thể xóa luôn cái cuộn nợ này ra khỏi game cho nhẹ, bởi 10 năm trời họ vẫn chơi yên ổn, không cần nó, hoặc ít ra là khiến nó có ý nghĩa hơn bằng cách thả vào đây một con quái hay là cái gì đấy có thể mang lại lợi thế cho người chơi như vàng, kinh nghiệm chẳng hạn. Thậm chí, Double Leaf, tuyển thủ đứng dưới của Team Liquid cũng chia sẻ: "Mỗi khi tôi stream, tôi suýt chút nữa quên mất cái lối nhỏ đấy và chỉ nhớ ra khi có ai đó nhắc tới trên kênh chat. Tôi cho rằng có tới 50% số trận, không ai bước một chân nào vào cái khu vực đấy luôn." Mặc dù là vùng địa hình mới, nhưng lối nhỏ đường cánh không thực sự có tác dụng gì ở hai đường mà nó hiện diện cả. Ở đường trên thì là cuộc đấu 1v1, rất hiếm trường hợp người ta đi vào đấy và bỏ lính.
Còn ở đường dưới thì đôi khi có vài pha vòng sau từ hỗ trợ hoặc đi rừng luồn lách nào đấy thôi. Tuy nhiên, điểm không hay đó là khi hỗ trợ đi vào đấy, vô hình chung, xạ thủ và bạn sẽ bị tách nhau ra, tạo thế 1v2 có lợi cho đối thủ dù chỉ vài giây. Chỉ cần đối phương tận dụng tốt thời điểm đó và tấn công vào một trong hai người bị chia cắt, nguy cơ nằm xuống là khá cao. Không chết thì cũng mất phép bổ trợ quan trọng. Vì thế, tốt nhất là vẫn chơi theo cách thông thường. Lối nhỏ thì cũng chỉ là tên một bài rap của Đen Vâu thôi. Warwick đang sở hữu tỷ lệ thắng cao nhất game. Với việc bản đồ nguyên tố được cập nhật, vị trí đi rừng của Liên Minh bỗng nhiên trở nên quan trọng hơn rất nhiều. Việc một bên ăn được nhiều rồng sớm hơn đối thủ khiến cho bạn có được lợi thế khổng lồ về mặt sức mạnh. Nên nhớ là hệ thống linh hồn rồng cực kỳ mạnh khi nó tăng quá nhiều chỉ số lẫn hiệu ứng có lợi, trong khi cái giá để có lại đơn giản hơn việc ăn Baron hay rồng ngàn tuổi là chỉ cần ăn được 4 con rồng. Và rồi, những vị tướng đi rừng có khả năng hồi phục tốt, ăn rồng nhanh và bắt lẻ trước giao tranh tốt có tỷ lệ thắng tăng tiến khá ổn ở bản 9.23. Đặc biệt là Warwick, vị tướng có thể làm những điều trên đơn giản nhất mà hiệu quả không hề thua kém các đồng nghiệp đang là vị tướng thống trị vai trò đi rừng, ít nhất là ở những con số thống kê. Theo nhiều chuyên trang về thống kê số liệu, Warwick luôn nằm trong top đầu tỷ lệ thắng ở vị trí đi rừng ở mọi bậc xếp hạng. Thậm chí theo chuyên trang LOLanalytics.com, Warwick là vị tướng sở hữu win rate cao nhất toàn bộ trò chơi với con số đáng mơ ước 55,8%, trong khi tỷ lệ chọn thì không quá thấp 4,35%. Đương nhiên là không thể so sánh với những hot boy như Lee Sin, Yasuo, nhưng nằm ở khoảng giữa trong tất cả các tướng Liên Minh cũng là ổn rồi. Lý giải về điều này thì buff cách đây không lâu khiến cho Warwick đang có sức mạnh cực kỳ lớn ở thời điểm hiện tại. Rất ít tướng có thể đấu tay đôi lại con quái vật này. Không phải Warwick có sát thương lớn mà vì hồi phục từ Q, cắn xé, được buff quá mạnh. E gầm thét cho khả năng giảm sát thương và khi hết hiệu ứng thì còn làm hoảng sợ nữa. Cách xây dựng Warwick đi rừng không có gì quá đặc biệt. Điểm sẵn sàng tấn công là ngọc siêu cấp tốt nhất với vị tướng này, vừa tăng sát thương, vừa tăng thêm lượng đam của đồng đội khi đi gank. Tuy nhiên, lối chơi có win rate cao nhất của con quái vật này bất ngờ lại là sử dụng thú săn mồi, đi kèm với đó là điểm thợ săn tàn nhẫn để tăng lượng tốc độ chạy. Trang bị thì phù phép quỷ lửa, diều đại mãng xà và giày 2 là ba trang bị chủ chốt của vị tướng này. Sau đó thì những món đồ tăng lượng hồi phục, chống chịu và khả năng di chuyển như móng vuốt Sterak và giáp liệt sĩ là những món đồ mạnh nhất cho Warwick. Ca sĩ Phương Ly đăng status chửi thẳng mặt một streamer Việt Nam làm mất dạy, thầy giáo ba vô tội. Sau những thành công của ca khúc Anh Là Ai, Phương Ly có lẽ là cái tên ca sĩ đã không còn quá xa lạ với cộng đồng mạng cũng như showbiz Việt. Tuy nhiên mới đây thôi, cư dân mạng lại vừa có một fan xôn xao sau khi cô nàng đăng tải dòng trạng thái mới nhất trên Facebook bóng gió với một streamer nào đấy, chuyên phán xét, châm chọc các bộ phận cơ thể phụ nữ. Tuy không biết là cô nàng đang đề cập tới ai, thế nhưng dường như Phương Ly đang rất giận và bất bình với nhân vật này. Nguyên văn status của Phương Ly: mình thấy có nhiều bạn streamer rất duyên dáng và hay ho, mình thích lắm. Nhưng duy nhất cũng thấy có một nhân vật streamer rất mất dạy, chuyên đi phán xét hay châm chọc với các bộ phận cơ thể và vẻ bề ngoài của các bạn nữ. Mình thấy chuyện đấy chả có một chút xíu nào duyên hay buồn cười ở đây. Những thể loại này nên biến mất trên mạng xã hội. Thực sự, cá nhân mình thực sự bức xúc khi nghe và nhìn những bình phẩm và ngôn từ như vậy. Có lẽ chính việc không đề cập thẳng tên đã khiến cho dòng trạng thái của Phương Ly càng thêm phần bí hiểm cũng như nhận được nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Thậm chí, cư dân mạng còn bắt đầu khoanh vùng những cái tên có thể lọt vào vòng nghi vấn ở ngay dưới phần bình luận. Đa phần đều là những tên tuổi nổi tiếng, hoạt ngôn và những streamer có vẻ đã từng react các MV của nữ ca sĩ thì có thể nhắc tới Piu Piu, Chris Phan, Virus, Thầy Giáo Ba. Đương nhiên, nhiều người đã đặt nghi vấn vào Chris Phan khi anh chàng này từng dính phốt tương tự trong một MV của Sơn Tùng NTV, cũng như vẫn luôn giữ phong cách nhận xét khá thoải mái và phóng khoáng của mình khi reaction. Tuy nhiên, mới đây thôi thì Chris Phan cũng đã lên tiếng thanh minh trên trang cá nhân của mình. Theo đó, bên cạnh một bài post, anh chàng còn post lên cả đoạn chat giữa mình và Phương Ly, mà đó, anh chàng không ngần ngại hỏi thẳng ai là người đã khiến cô nàng tức giận như vậy. Mặc dù không nêu ra cái tên đặc biệt nào, nhưng Phương Ly cũng khẳng định luôn đó không phải là Chris Devil. Bên dưới phần bình luận, cái tên được nhiều người nhắc tới chính là anh ba, thầy giáo quốc dân của chúng ta. Phải nói rằng nếu làm clip reaction, số lượng mà thầy ba thực hiện chắc chắn là nhiều vô kể. Nhận xét về gái thì cũng khá là bá đạo, điển hình như reaction lần trước với video của Ngọc Trinh. Tuy nhiên cũng mới đây thôi, thầy giáo ba đã lên sóng stream để đính chính drama, cho rằng mình không hề liên quan tới vụ việc. Trước giờ thầy đâu reaction nhạc gì của Phương Ly đâu mà đá xéo thầy làm gì, thầy sợ bị mang tiếng lắm. Cũng có người bên Phương Ly nhắn tin bảo không phải thầy mà do một thằng ất ơ nào đấy trên mạng làm.
Trước giờ thầy Reaction không phải kiểu đem con gái người ta ra nói này nói nọ. Hương Ly nó đá xéo thầy kìa. Nói chung là cái đó là có người bên kia nói là không phải là nói mình. Chủ yếu là AB thấy Tim có vẻ mệt nên chết ngu để mọi người được đi ngủ sớm. Không, anh ba, anh ba chứ có chết không ngu phải đâu, AB gà đâu nha mọi người. Anh ba có chết ngu đâu Hùng ơi. Lương Hùng nói vậy chết anh ba rồi. Anh ba đánh còn theo Tim, Tim quật không đó. Rồi cái vụ của Phương Ly thì tại từ đó bây giờ thầy cũng đâu để action nhạc của Phương Ly đâu mà Phương Ly phải ra xét thầy làm cái gì. Thầy nói nó hẳn là được, thầy nói không là không mà. Mang tiếng lắm. Xin cái địa chỉ cái tiệm hớt tóc nhanh. AB ơi, xăng versus AE chuẩn bị sẵn rồi. Tại vì cảm ơn Biên, cảm ơn em. Thì cũng có người là bên, nói chung là bên đâu đó, hình như là bên đâu đó, có nhắn tin trong Tú nói là bên Phương Ly nói là không phải mình, không phải thầy, mà nói một thằng nào hất ơn trên mạng gì đó. Cũng đấy biết là thằng hất ơn nào. Thầy đâu phải kiểu được kia đâu. Thầy nghĩ thằng được nếu Tim thay Pop dừng SP. Em nghĩ SP TC có 70% cơ hội. Ok, cảm ơn Quang Vĩnh nha. Độ em tốt khỏi lớp của thầy luôn. Vậy là đã loại trừ được hai cái tên có tiếng và bị cộng đồng mạng đặt nhiều nghi vấn nhất là thầy giáo Ba và Chris Devil Gamer. Còn cụ thể Phương Ly muốn nhắc tới streamer nào, có lẽ chỉ chờ cô nàng này lên tiếng thì mới biết được. Như vậy là các học trò lại một lần nữa hú hồn dù người thầy đáng kính. Mẹo tận dụng lối nhỏ đường cánh với Bart, phản ganh IQ 200. Dù bị đánh giá là khá vô dụng, tuy nhiên mới đây game thủ đã phát hiện ra một mẹo cực hay với Bart có thể tận dụng triệt để địa hình lối nhỏ đường cánh. Riêng đối với Bart, vị tướng này đang trở nên hữu dụng hơn bao giờ hết kể từ khi có thay đổi về địa hình, khiến độ cơ động của Bart được cải thiện rất nhiều khi sử dụng kỹ năng E, hành trình kỳ diệu của mình với địa hình này. Như chúng ta đã thấy, Bart có thể sử dụng kỹ năng E của mình để tạo ra một đường hầm dẫn thẳng về trụ để tẩu thoát. Đối với những người chơi cục súc hoặc tính toán kém, sẽ rất dễ dụ họ chui vào đường hầm này và outplay cực mạnh. Do đó, bọn mình đã thực hiện một vài nghiên cứu về những khả năng tạo đường dẫn về trụ của Bart. Bart có thể dẫn thẳng đối phương vào tầm đánh của trụ, chẳng hạn như ở hình ảnh này. Ở đường dưới, Bart sẽ tạo đường dẫn về trụ của đội đỏ như hình trên, dễ hơn là về đội xanh. Đường hầm dẫn về đội xanh sẽ khó hơn vì cần chọn vị trí đứng chuẩn và nếu như kém may mắn thì sẽ không thể kéo về tầm trụ. Bạn sẽ rất khó tạo đường hầm vào sâu về phía trụ đội xanh như hình 1. Nếu như đứng vị trí và chọn góc sai thì sẽ không vào được quá sâu như hình 2. Và đương nhiên, sử dụng ngược lại để dẫn đồng đội vào đường hầm cũng được nhé. Ngoài ra ở đường trên, chúng ta cũng có thể làm tương tự. Nhưng ngược lại, đối với đường trên, tạo đường hầm về trụ đội đỏ sẽ khó hơn tạo đường hầm về trụ đội xanh. Phần thưởng mùa giải 2019 đã được trao đến tay game thủ hôm nay. Mùa giải 2019 đã kết thúc khoảng một tuần trước và các game thủ đang hồi hộp chờ đợi phần thưởng cuối mùa đến từ Riot Games. Chỉ những game thủ đạt được rank vàng trở lên và vinh danh 2 trở lên mới có cơ hội nhận được quà từ nhà phát hành. Từ sáng nay, 25 tháng 11, rất nhiều game thủ đã khoe nhận được phần thưởng cuối mùa bao gồm Atrox Vinh Quang, biểu tượng xếp hạng đơn đôi. Ngoài ra, Riot Games cũng thống kê vị tướng mà bạn đã thông thạo cao nhất trong năm vừa qua. Cùng xem tướng thủ của bạn là ai nhé. Vậy bạn nghĩ streamer mà Phương Ly ám chỉ đến là ai? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới nhé!